Sáng ngày 23 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đã khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2023-2024. Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non năm học 2023-2024 có 80 giáo viên đến từ các trường mầm non trên địa bàn huyện. Hội thi diễn ra từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại hai địa điểm thi là trường mầm non Chợ Chu và trường mầm non Điểm Mặc. Các giáo viên tham gia thi sẽ thực hiện hai nội dung là trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc và thực hành một hoạt động giáo dục cụ thể theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra hội thi. Ngay sau lễ khai mạc, các thí sinh đã bước vào phần thi thứ nhất tại địa điểm trường mầm non Chợ Chu. Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp mầm non được tổ chức nhằm tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. Đây cũng là những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.